Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong số tiếp theo của chuyên mục chất lượng không khí trong tòa nhà. Và chủ đề hôm nay là kiểm tra chất lượng không khí một cách triệt để. Trong quá trình đánh giá chất lượng không khí trong nhà, bạn nên bắt đầu bằng những câu hỏi sơ bộ và thu thập thông tin quan trọng. Nhưng cuối cùng chúng ta cần dành thời gian thực hiện một cách kiểm tra tổng thể một cách kỹ lưỡng. Trong một đoạn video có thời lượng ngắn, chúng tôi không thể mô tả chi tiết tất cả những hạng mục cần kiểm tra. Thay vào đó, tôi sẽ đưa ra 3 lời khuyên. Thứ nhất, hãy sử dụng các giác quan của bạn, dùng mắt để nhận biết các thất thường. Dùng mũi để cảm nhận những mùi khác biệt, sử dụng tai để phát hiện những âm thanh khác thường. Thứ hai, luôn chú ý cảnh giác, có rất nhiều chi tiết không quan trọng nên não chúng ta không thể tập trung vào chi tiết được. Bạn cần phải hướng cho não định vị được và chú ý đến chúng. Người ta thông thường không hay ngước lên trần nhà hoặc nhận thấy mùi thoang thoảng. Và cuối cùng là hãy làm triệt để. Việc này tốn rất nhiều thời gian, chúng ta cần đầu tư thời gian đầy đủ để thực hiện các công việc kiểm tra tổng quát. Những điểm không được thường xuyên kiểm tra thường là những nơi có nguy cơ tiềm ẩn về chất lượng không khí. Bằng cách sử dụng các giác quan của mình, tập trung chú ý và kiểm tra kỹ lưỡng, bạn sẽ nhận thấy nhiều điều vấn đề về chất lượng không khí nơi tòa nhà bạn sinh sống. Tôi vừa chia sẻ đến quý vị và các bạn về chủ đề kiểm tra chất lượng không khí một cách triệt để. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.